Chào mừng các bạn đến với channel SPN Sentai. Video hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về tổng hợp toàn bộ các thiết bị biến thân tính từ series thứ 25 Hyakuzu Sentai Gauranger cho đến series thứ 31 Zuken Sentai Gekiranger. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên là series Hyakuzu Sentai Gauranger gồm có hai thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Transformation Phone G-Phone. Thiết bị này thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Khi biến đổi, G-Phone sẽ chuyển thành chế độ động vật và sau đó thiết bị mới chuyển sang chế độ con người để giúp các chiến binh trở thành Gauranger. Ở trên mặt nắp thiết bị đều có những biểu tượng hình động vật riêng tượng trưng cho từng thành viên. Ngoài chức năng biến đổi, G-Phone cũng được các chiến binh sử dụng như một chiếc điện thoại di động thông thường. Thiết bị biến thân thứ hai là G-Brace Phone. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Gao Silver. G-Brace Phone có tất cả các chức năng cơ bản của G-Phone thông thường, nhưng nó có thể đeo trên tay như một chiếc đồng hồ. Điểm đặc biệt duy nhất là khi kích hoạt, thiết bị sẽ phát ra tiếng hú của loài sói. Tiếp theo là series Ninbu Sentai Hurricaneer gồm có 3 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Hurricane Gyro. Thiết bị này thuộc sở hữu của 3 chiến binh đầu tiên trong nhóm mang trường phái nhẫn phong Hurricaneer. Ở trên mặt thiết bị của mỗi chiến binh đều được trang bị một chiếc Shinobi Medal riêng biệt tượng trưng cho sức mạnh nguyên tố của từng thành viên. Hurricane Gyro còn được sử dụng để làm bộ đàm liên lạc. Thiết bị này không thể tự do kêu gọi các mecha mà chỉ nhờ bộ đàm để gián tiếp nhờ người triệu hồi. Ngoài ra, khi thực chiến, Hurricane Gyro còn có khả năng bắn ra những phi tiêu để tấn công đối thủ. Thiết bị biến thân thứ hai là Gauranger. Thiết bị này là của riêng hai chiến binh thứ 4 và thứ 5 mang trường phái tấn lôi Gauranger. Gauranger của Kabuto Ranger được mô phỏng theo kiểu dáng của một con bọ cánh cứng tê giác, còn Gauranger của Kugawa Ranger thì được mô phỏng theo kiểu dáng của một con bọ hung. Trên mặt thiết bị Gauranger cũng được trang bị những chiếc Shinobi Medal riêng biệt giống với Hurricane Gyro. Ngoài ra, thiết bị này có thể tự động triệu hồi cho các mecha. Thiết bị biến thân thứ 3 là Spin Transform Shuriken Ball. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6 mang trường phái thiên không nhẫn giả Shurikenger. Shuriken Ball có hình dạng giống như một quả bóng chày. Bên trong thiết bị cũng được trang bị một chiếc Shinobi Medal của riêng chiến binh Shurikenger. Ngoài ra, Shuriken Ball còn được sử dụng trong buồng lái mecha để kích hoạt chế độ chuyển hóa. Tiếp theo là series Bakuru Sentai Abaranger gồm có 3 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Dino Brace. Thiết bị này thuộc sở hữu của 3 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Trên mặt Dino Brace là những tấm Dino Plates tượng trưng cho các Bakuryu và có rất nhiều phiên bản Fate Plates thay thế. Chúng đều có thể giao tiếp được với các chiến binh. Dino Brace sẽ phản ứng với bất cứ ai mà trong cơ thể họ sở hữu một nguồn năng lượng mang tên Dino Boost. Có một phiên bản khác là khi Abarat trở thành Abaramak, lúc này Dino Brace của anh ta sẽ được chuyển thành trông màu vàng. Thiết bị biến thân thứ hai là Dino Commander. Đây là thiết bị biến đổi hai mảnh thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 4 Abarat Black. Mảnh bên trái là Dino Commander được đeo ở cổ tay và là thiết bị chính, còn mảnh bên phải được gọi là Dino Harp, được mô phỏng theo một loại kèn harmonica. Nó có thể chuyển đổi thành dạng chìa khóa. Để có thể biến thân, Dino Harp sẽ được tràn vào Dino Commander. Chức năng của Dino Commander không khác gì so với Dino Brace. Thiết bị biến thân thứ ba là Dino Mider. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 5 Abarat Killer và nó cũng có đầy đủ các chức năng tương tự Dino Brace. Dino Mider thực chất là một phiên bản thử nghiệm và nó đã thất bại ở thế giới Dino. Sau này, nó đã bị trôi lạc vào thế giới của loài người và được Mikoto khai quật. Anh ta đã sử dụng nó để chống lại các Abaranger chính nghĩa. Ngoài ra, Dynamider là một thiết bị không ổn định. Nó bị giới hạn số lần chuyển đổi. Nếu quá giới hạn và không được kiểm soát, nó có thể làm nổ tung cả một thành phố. Tiếp theo là series Tokuso Sentai Dekaranger, gồm có 7 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là SP License. Thiết bị này thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. SP License là một loại giấy phép, bên trong nó lưu trữ những tư liệu quan trọng nhất về những vụ án và thông tin tội phạm cũng như suy yếu lý lịch của một Dekaranger. Tất cả mọi thứ sẽ được tích hợp vào thiết bị công nghệ nhỏ gọn này, nếu đánh mất nó dù chỉ một giây, đây cũng là một hành vi phạm tội lớn. Ngoài ra, thiết bị này có thể phát ra ánh sáng cảnh báo trong những trường hợp khẩn cấp. SP License có 4 chế độ chính và được cách nhau bởi 3 mục. Mục thứ nhất có 2 chế độ. Chế độ thứ nhất là Change, dùng để biến thân. Chế độ thứ hai là Swat Mode, dùng để kích hoạt trang bị Swat, tăng khả năng chống chịu và tấn công cho chiến binh. Mục thứ hai là Phone, dùng để làm bộ đàm liên lạc và nó cũng có thể triệu tập các cỗ máy Deka Machine. SP License còn được sử dụng trong buồng lái Mecha. Mục thứ ba là Judge, đây là chế độ phán xét. Chức năng này cho phép các Deka Ranger liên lạc với tòa án tối cao trong vũ trụ để quyết định bản án cuối cùng dành cho mục tiêu. Thông tin cho sự phán xét sẽ được gửi đến một hành tinh khác mà ở nơi ấy, thời gian tích lũy có tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với hiện tại. Thực chất, thời gian chờ 10 giây từ SP License được ước tính mất 8 tháng trên hành tinh của bên thẩm phán. Thiết bị biến thân thứ hai là Master License. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Deka Master. Về cấu tạo tổng hợp hay các chức năng thì không khác gì so với SP License, chỉ có ngoại hình là màu đen đặc thay cho màu trắng đen. Ngoài ra, Master License có thể sử dụng kỹ thuật Mirage Dimension.
Thiết bị biến thân thứ ba là Thrusting Transformation Brace Throttle. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ bảy, DK Break. Brace Throttle cũng được tích hợp các chức năng chính như SP License. Trong một vài trường hợp nhất định, thiết bị được sử dụng như một hệ thống hỗ trợ sự sống. Ngoài ra, Brace Throttle cũng là vũ khí chính của DK Break. Chiến binh có thể sử dụng rất nhiều các kỹ thuật để thi triển các chiêu thức khác nhau. Thiết bị biến thân thứ tư là phiên bản màu vàng của thiết bị Thrusting Transformation Brace Throttle có cùng tên gọi, thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 8, DK Bright. Chức năng và cấu tạo của hai thiết bị đều giống nhau, chỉ khác về màu sắc và ký hiệu logo trên mặt thiết bị. Thiết bị biến thân thứ 5 là Swan License. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 7, DK Swan. Về cấu tạo tổng hợp hay các chức năng thì không khác gì so với SP License, chỉ có ngoại hình là thêm màu cam trắng thay cho màu trắng đen thông thường. Ngoài ra, Swan License được tích hợp thêm chức năng kiểm tra tình trạng cơ thể của mục tiêu. Thiết bị biến thân thứ 6 là Marigold License. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 8, DK Gold. Đây là một phiên bản khác của SP License, có đầy đủ các chức năng tương tự. Ngoại hình của Marigold License có phần khá giống so với Swan License. Thiết bị biến thân thứ 7 là Fire Squad License. Thiết bị này chỉ để dành riêng cho biệt đội lửa SPD Fire Squad. Đây là một nhánh phụ của tổ chức, nơi tổng hợp các DK Red ưu tú nhất. Khi biến đổi, trang phục của DK Red thông thường sẽ được trang bị thêm một lớp áo giáp. Fire Squad License có tất cả các chức năng tổng thể của SP License nhưng là phiên bản nâng cấp và có thêm nhiều tính năng khác. Ngoài ra, thiết bị này có thể sử dụng kỹ thuật Mirage Dimension giúp chiến binh không chỉ thay đổi về hình dạng mà còn dùng điện từ để thay đổi cảm giác. Tiếp theo là series Maho Sentai Magi Ranger gồm có 5 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Magic Cell Phone Magi Phone. Thiết bị này thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Magi Phone là một loại điện thoại phép thuật dùng để liên lạc với thiên giới Magitopia. Họ sẽ ban tặng sức mạnh và giúp các chiến binh có thể biến đổi trở thành Magi Ranger. Bảng điều khiển bên trong thiết bị được tích hợp rất nhiều các mã lệnh khác nhau, tương ứng với mỗi mã lệnh là các thần chú phép thuật. Magi Phone cũng được sử dụng để liên lạc như một chiếc điện thoại thông thường. Ngoài ra, nó có thể kích hoạt chế độ Power Up dành cho các chiến binh. Họ sẽ được trang bị một bộ giáp đi kèm là một thiết bị hỗ trợ có tên là Magical Holy Star Dial Rod. Thiết bị hỗ trợ này được tạo ra từ sự kết hợp giữa hai thiết bị là Magi Phone và Magi Stick. Thiết bị biến thân thứ hai là Magi Cell Phone Silver Magi Phone. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 7, Magi Mother. Silver Magi Phone có đầy đủ các chức năng tương tự như Magi Phone thông thường, chỉ khác về màu sắc. Thiết bị biến thân thứ ba là Heaven Phone Grief Phone. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Magi Shy. Để biến đổi, Grief Phone cần một vật được tràn vào mới có thể kích hoạt, đó là Magi Ticket. Và có rất nhiều Magi Ticket mang chức năng và sức mạnh riêng biệt. Cũng giống như Magi Phone, Grief Phone ngoài chức năng biến đổi còn dùng để thi triển các phép thuật. Thiết bị biến thân thứ tư đó là Gold Grief Phone. Thiết bị này không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai. Gold Grief Phone có thể biến bất kỳ điều lý tưởng nào của người sử dụng thành hiện thực. Thiết bị biến thân thứ 5 là Fire Rosa Phone. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 8, Rosa. Fire Rosa Phone có đầy đủ các chức năng tương tự như Magi Phone thông thường, chỉ khác với thiết kế bởi chiếc huy hiệu trên mặt thiết bị là chữ W thay cho chữ M ở Magi Phone. Ngoài ra, Rosa Phone còn có một phiên bản khác là Black Magic Cell Phone Rosa Phone. Thiết bị này được tên Phantom Spy Vancouver sử dụng chủ yếu để thi triển các ma pháp. Tiếp theo là series Gogo Sentai Bokanger gồm có 2 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Adventure Cell Phone Excelsior. Thiết bị này thuộc sở hữu của 5 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Excelsior được sản xuất và phát triển bởi một tổ chức phi chính phủ là SGS. Đây được coi là công cụ hỗ trợ cho các chiến binh để họ thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm và truy tìm báu vật. Do vậy, thiết bị này còn được tích hợp thêm chức năng truy quét mức độ nguy hiểm của một báu vật bất kỳ. Chiến binh có thể tự động triệu tập cho các mecha thông qua các mã số tương ứng ở trong bảng điều khiển. Ngoài ra, thiết bị này cũng được sử dụng trong bộ lái mecha. Excelsior có thể sử dụng như một chiếc điện thoại thông thường mà nó không bao giờ hết pin cũng như không cần phải sạc lại. Thiết bị biến thân thứ hai là Adventure Praise Gogo Changer. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 6, Vulcan Silver. Gogo Changer được tạo ra để chống bọn tội phạm nguy hiểm và để cứu viện. Do Gogo Changer có thiết kế khá nhỏ so với các nút được đánh số nên nó hoạt động chính bằng một nút ấn có trục xoay kèm theo chiếc màn hình hiển thị LCD nhỏ và hai nút vật lý bên cạnh là nút khởi động và nút kết hợp. Ngoài ra, Gogo Changer có thể triệu tập toàn bộ các xe Gogo Vehicle mà không bị giới hạn. Tiếp theo là series Yuken Sentai Geki Ranger gồm có 4 thiết bị biến thân. Thiết bị biến thân thứ nhất là Yuken Transformation Geki Changer. Đây là thiết bị biến đổi hai mảnh được đeo trên cẳng tay của 3 chiến binh đầu tiên trong nhóm. Geki Changer được tạo ra bởi tổ chức STRTC phát triển để tối đa hóa Geki của người đeo. Thao tác biến đổi của thiết bị này khá giống với một môn võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc, đó là Wushu. Geki Changer được tạo ra bởi những loại công nghệ tân tiến nhất. Nó có thể giúp chiến binh giải phóng năng lượng Geki trong cơ thể họ và chuyển hóa ra ngoài thành Geki Beast để tấn công kẻ thù. Ngoài ra, Geki Changer còn có thể chứa nhiều vật dụng khác nhau nhờ vào kỹ thuật nén chiều không gian. Do đó, bộ đồ biến thân và các thiết bị vũ khí đều được lấy ra từ công nghệ nhỏ gọn này. Thiết bị biến thân thứ hai là Transformation Grip Super Geki Claw. Thiết bị này có hình dạng như một vũ khí móng vuốt cầm tay. Nó được sử dụng như một công cụ hỗ trợ Power Up dành riêng 3 chiến binh đầu tiên trong nhóm.
Thiết bị này sẽ giúp cho các chiến binh cải thiện về sức mạnh và khả năng cơ động trên không. Super Geki Claw là một món đồ đặc chế. Nó hoạt động dựa trên một thứ sức mạnh cực hạn, đó là tuyệt kỹ Kageki. Chỉ những người lĩnh ngộ được tuyệt kỹ này mới có thể sử dụng. Thiết bị biến thân thứ ba là Yuken Transformation Braid Gong Changer. Thiết bị này thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ tư, Geki Violet. Lý do thiết bị này được tạo ra là bởi vì nguồn năng lượng Shigeki trong cơ thể của Geki Violet không phù hợp với thiết bị Geki Changer thông thường, nên công ty SCRTC đã tạo ra Gong Changer. Ngoài ra, khi chuyển hóa hoặc sau khi kết thúc mục tiêu, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh của tiếng chiêng. Điều này như một sự báo hiệu rằng bắt đầu trận đấu hoặc kết thúc trận đấu. Thiết bị biến thân thứ tư là Strongest Transformation Nine Hand Cyberblade. Thiết bị này được sử dụng theo dạng vũ khí biến đổi. Đây cũng là vũ khí chính thuộc sở hữu của riêng chiến binh thứ 5, Geki Chopper. Do kích cỡ của Cyberblade khá to và cồng kềnh, nên Geki Chopper luôn cất nó vào trong thiết bị Geki Changer. Khi sử dụng, anh mới triệu hồi Cyberblade ra ngoài. Cyberblade có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là ở trạng thái cơ bản của thiết bị, được gọi là Cyberblade Finger, đóng vai trò làm vũ khí tấn công ở tầm xa. Chế độ thứ hai được gọi là Cyberblade Cutter, đóng vai trò làm vũ khí tấn công ở tầm gần. Ngoài ra, Cyberblade có thể kết hợp cùng thiết bị Super Geki Claw để tạo thành Super Cyberblade. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ các thiết bị biến thân tính từ Seri Gao Ranger cho đến Geki Ranger. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn!